Rồi, bác xin chào tất cả quý chú bác anh chị ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý chú bác anh chị một con máy mài hai đá hàng nội địa của Nhật. Hàng này thì sản xuất sử dụng trong nội địa của Nhật thôi ha, không có xuất khẩu. Đây là một cái con máy mài hai đá của hãng Hitachi. Mã của nó là GBK2. Đó, GBK2 ha. Đây nè. Cái tem của nó là làm bằng tem nhôm nha, nhưng mà bị rách hết một miếng rồi. Đó. Hitachi Koki nè. Đó. Rồi, điện áp sử dụng là 100V nha. Điện áp sử dụng 100V, tần số khoảng 50-60 hạt. Đó. Rồi đường kính bánh đá thì nó tầm khoảng 20.5 ha. Độ dày khoảng 1.9 đến 2 phân. Rồi. Cốt của nó thì là 1.5. Đó, thì con này thì hàng nói chung là cũng còn tương đối là ok nha. Đó, nhìn cho anh em nhìn xem tổng quan này. Đó. Con này nặng là 25 kg rưỡi, gần 26 kg nha. Đó, gần 26 kg. Con này thì hai nắp hai bên vẫn còn luôn. Đó, hai nắp hai bên vẫn còn ha. Đá thì một bên đá mịn nè, một bên đá mịn và một bên đá là đá thô. Đấy. Công tắc là kéo ra kéo vô khá là tiện lợi và an toàn ha. Rồi, để em đo cái chiều cao ha, cái chiều xe cao sơ bộ nó để anh em dễ hình dung, tầm khoảng 20-25 ha. Bề dài tổng quan là khoảng 30 đến khoảng 43 phân bề ngang ha. Đó. Quý chú ba anh chị có thể xem mặt hông của nó ha, mặt sau này. Đó. Rồi mặt hông bên đây ha. Đấy. Dây điện ha, dây điện họ đấu đằng sau ha. Đó. Rồi lưu ý ha, mấy con motor này thì nói chung là mấy cái cốt, mấy cái ốc vít hay gì là mình chưa có dấu hiệu để mở ha, cho nên là nó hàng gần như nó còn nguyên zin hết. Đó. Rồi em sẽ mở cho nó chạy ha. Đó, motor chạy gần như rất là êm nha, quý vị chú bác nghe thấy không? Như rất êm ha, cái cam của em để nó ở xuống đất cho nên là nó hơi bị rung. Rồi em đã tắt motor rồi đấy ha, em tắt rồi nhưng mà do là mấy con này cái cốt của nó làm cái độ chính xác khá là cao cho nên là khi mình tắt cái motor rồi nhưng mà nó còn cái chớn của nó quay còn rất là lâu nha, cái chớn của nó quay có thể lên tới tầm 3-4 phút đó. Con này thì quý chú bác về xài rất là bền ha, chân nứt sơn zin đồ còn nguyên hết. Đó, quý chú bác có thể xem lại cái tem của nó gần này. Đó, Hitachi Koki ha, hàng nội địa của Nhật, tem rách hết miếng này. Rồi em xin nhắc lại ha, con này nó nặng khoảng 25 gần 26 kg nha. Đó, thì quý chú bác có cần thêm cái thông tin gì của nó thì vui lòng cứ nhắn tin và số điện thoại có để trên tiêu đề clip ha. Đó, chân đế của nó là hoàn toàn là ok hết, không có bị bể móp gì nha. Đó, dây đồng bên trong thì cực kỳ là sáng bóng luôn, dây đồng bên trong á, nếu mà quý vị nếu mà em lật cái đáy lên thì quý vị sẽ thấy được ha, dây đồng bên trong cực kỳ sáng bóng luôn, hàng giống như mới vậy đó. Đó, công tắc của nó là công tắc zin luôn nha, Hitachi luôn nè. Công tắc của nó gần như là đẹp nguyên, không bị bể gì hết. Rồi, quý chú bác cần thêm thông tin vui lòng nhắn tin số điện thoại để trên tiêu đề nha.